Xin chào mọi người, hôm nay Quân sẽ giới thiệu mọi người về một cái clip về con máy tạo viên, lặc viên mọc nhá, bằng thủ công, quay tay thôi, ấn tay bằng tay thôi. Thì đang sử dụng ở đây mọi người có thể xem là một bộ nó sẽ gồm như thế này, đầy đủ. Có sẽ có 5 đầu ống to nhỏ khác nhau, 5 lỗ to nhỏ khác nhau, có 12, 15, 20, 25 và 30. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái 20 để xử lý và làm một cái video hướng dẫn cho mọi người. Ở đây thì mình đang sử dụng một cái nồi bánh cuốn, hoặc là anh em nhà nào mà có sẵn những cái đồ ấy thì chúng ta sử dụng những cái đấy. Và mọc hay còn gọi là giò sống đã được xay xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng với con máy này để giới thiệu mọi người cách sử dụng nó như thế nào nhé. Đây, chúng ta sẽ phải kéo lên này, kéo lên, nó đổ vào đấy. Bây giờ là chúng ta phải đổ vào, chúng ta sẽ đổ nó vào nhé. Về cái hình thức máy móc nó chỉ đơn giản như thế này thôi, anh em có thể nhìn xem qua. Đấy. Có thay đồ thì nó vẫn thay được. Chơi ta đi, chơi. Có thay thiếc các thứ, cái nắp này thì đều có thể thay nhá. Chống ở đây này, ở đây nó có ba cái gọi là ngăn để chúng ta làm sao để cho nó sát nhất với cái mực nước thì nó không bị bắn nảy lên nhá. Nó không bị bắn nảy lên. Đấy. Làm mọc mà. Ở video này là video làm mọc. Nó vặn viết các thứ con ốc con yếc này, nó chỉ là cái hàng quay tay thì lên là ấn bằng tay, làm rất thủ công, rất là đơn giản. Toàn bộ máy nó sẽ là bằng inox. Bây giờ mình sẽ đổ vào một cái ống này. Ống này thì nó cái chung là có thể chứa được khoảng tầm 3 cân, nhưng ở trên clip này thì mình đang làm là mức 2 cân. Đây. Đấy, xong nhá. Bây giờ là chúng ta sẽ thử vào thực tế này, đặt cái này vào. Như ở trên các cái clip mà mọi người xem trước đấy, thì cái bài toán ở đây đưa ra là chúng ta sẽ sử dụng nhìn tay nhá. Kéo cái này lên này. Đấy, nó bắt đầu phòi ra, khi anh em ấn cái này xuống thì chúng ta cắt. Đấy, nó thấy là thành được một loạt này. Kéo lên. Mình làm rất chậm để anh em có thể tham khảo biết về cách sử dụng. Nếu mà ai nhanh tay ấy, thì người ta sẽ làm nhanh hơn. Đấy, nó phòi ra đủ thì anh em cắt nhá. Phòi ra đủ là cắt, mở lên, ấn te xuống, phòi ra đủ là cắt luôn. Đấy, nó đơn giản không? Tuy nó không được như bằng các cái máy hàng công nghiệp, nhưng mà đây nó làm rất nhanh. Đấy, mình sẽ tăng vận tốc nhá. Này. Cái này nó quen tay thì anh em chặt rất nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả cái máy. Thậm chí còn nhanh hơn cả các cái máy móc bằng điện. Đấy. Rất hay đúng không? Ấn nó xuống, nó ra cái cắt. Ấn nó xuống, cắt luôn. Nó chỉ đơn giản như thế này thôi, cứ ấn xuống cắt. Đấy, mọi người xem cái thành phẩm nó ra. Nhanh gọn hơn, làm rất là nhanh. Khi anh em đặt một cái nồi ở bên dưới nó to to một tí thì khi đấy thì anh em ép nó dễ hơn. Đấy. Làm nhiều làm quen thì anh em sẽ quen tay nhá. Đây là sản phẩm khá là hữu ích. Cái này thì thợ cơ khí nào cũng có thể làm, anh em có thể chế. Còn ai không chế được thì cứ gặp alo Quân theo số hotline trên video này này, nó dễ hơn. Đấy, 2 cân mình làm chưa quen tay lắm, thế nên là cũng có cái to có cái nhỏ. Còn nếu anh em làm quen tay rồi thì nó sẽ nhanh hơn. Đấy, đến đoạn cuối này là hết rồi. Hết rồi thì anh em đổ thêm. Đấy, clip nó chỉ đơn giản như thế thôi. Chúng ta xem cái thành phẩm da của nó đây. Thành phẩm da của nó đây. Đấy. Như thế này thôi. Đạt chưa, ok chưa? Nói chung là anh em gần nhuyễn tay hơn thì nó sẽ được đẹp hơn và chuẩn hơn. Cần to hơn thì có những cái bên này, cái 25-30 hay là 15-12 này này, thì chúng ta sẽ thay thế nó vào đây. Cái này nó chỉ đơn giản là dập te thôi. Có mỗi dập lên cặp xuống, dập lên dập xuống. Thì đây là những cái mà mọi người có thể là tiết kiệm hơn rất nhiều so với những cái dòng máy trên thị trường nó đang bán khoảng tầm chục triệu, hơn chục triệu. Đấy, mọc này.
viên thịt bò, thịt viên ấy, hoặc là thịt cá, những viên thì nó rất là dễ điều chỉnh. Đấy, thì cái clip này giới thiệu anh em đơn giản như thế này thôi. Anh em nào mà có nhu cầu mua, vui lòng liên hệ theo số hotline là 0941111699, 0973684391, hoặc truy cập website trực tiếp là máythựcphẩmhoangquân.com để được tư vấn trực tiếp. Clip đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người. Xin chào.